chuyện bố và con phần 2. Trước khi thi. Này thằng kia, kỳ thi lần này rất là quan trọng. Mày thi thố cho tốt vào. Mày liệu hồn đấy, thôi chuyện tao học. Ôi giời, bố cứ yên tâm. Lần này con hứa với bố là con sẽ mang điểm 10 về cho bố. Sau khi thi. Bố ơi, có kết quả thi rồi. Con đã mang được điểm 10 về cho bố rồi đây này. Thật không? Đúng là con trai của bố. Mày phải học giỏi như bố mày như thế. Khi họ hàng làng xóm láng giềng, người ta mới không dám coi thường nhà mình. Đúng là con trai của ta. Nở mày, nở mày. Bố xem đi bố. Đâu được ta xem. Ôi, đúng là có con người. Sao? Chỉ có mỗi con toán là 10, còn tất cả những con còn lại đều là 5, 4, 3, 2, 1. Sao mày biết đều quá vậy? Hả? À, bố quên rồi sao? Con chỉ hứa với bố là con mang điểm 10 về cho bố cơ mà, chứ đâu con hứa với bố là con sẽ mang trọn bộ về đâu.